còn trước đây có những vợ cải lương tâm lý xã hội đã từng làm sai lầm lòng người, cụ thể như vợ cải lương nửa đời Hương Phấn, con gái chị Hằng đời cô Lượng, chân chân. Giờ hôm nay trong buổi lễ kỷ cô xin được đi thử đúng quý vị vợ cải lương của tác giả Trần Vũ Trang mang tên đời cô Lượng, với sự góp mặt của Hải Hằng trong vai Võ Minh Luân, Thùy Dương trong vai Bà Hậu Đồng và Hồng Trang trong vai Kim Anh. Và bây giờ trích đoạn cải lương đời cô Lượng xin phép được bắt đầu. Má ơi, má! Má ơi! Má! Má có ở nhà không má? Có má đi. Trời ơi! Má ở đâu mà con kêu quá chừng luôn mà ở đây mà. Má ở nhà trong chứ đâu. Thì, bữa nay con đi đâu đây? Bữa nay con đi lên đám cúng đình sao? À, dạ có, con đi đám cúng đình. Xong rồi con về con giữ đám dỗ nhà của ông nội của thằng Lý đó má. Lý à? Ổng sao? Ủa sao con không gặp ta? Má thấy sao rồi? Ở trên đó đông lắm, y xèo ở trên á. Má nè, má, bà con á, mà bữa nay ổng mà đi lắm, lên đám cung đình á. Còn bữa tới chiều tối á, ổng mới về má. Đúng rồi, ổng mà đi có bao giờ ổng về sớm đâu con. Bữa nay á, còn chiều tối ổng mới về á. Má, từ ngày mà con có gia đình tới giờ á, con bận quá nay con mới đến thăm má. Má khỏe không má? Khỏe. Dạ thưa bà, dạ thưa cô. Ủa anh Luân, bữa nay anh đi đâu đây? Bộ bữa nay anh không có đi câu cá hả? Dạ thưa cô không. Bộ con quen với tụi em đấy hả? Dạ thưa bà, mỗi lần mà con câu được con cá lớn thì con hay bán cho cô, cho nên mà cô biết con. Má, bộ má không biết anh Luân hả má? Anh Luân á, mỗi lần mà câu cá lớn á đem lại bán cho con á. Anh là con của bà Hai Thương đó má. Dạ. Vô tình quá chú em đừng có buồn cô nha. Dạ. Vậy chứ bữa nay chú em qua đây có chuyện chi không vậy? Dạ thưa bà, có ông ở nhà không vậy bà? Ông nhà tôi đi lên đám cúng đình, còn tới chiều tối ông mới về. Nếu bây giờ có cần cái gì thì ông nói với tôi. À, cậu nói với tôi rồi á, tôi nói ông về, tôi nói lại với ông. Có được không vậy? Dạ, 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 dạ. Rồi lắm cắm nói chuyện lộn xộn quá, cậu đừng buồn nha cậu. Dạ, 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 dạ thưa bà. Nếu không có ông ở nhà thì bà hãy đọc kỹ bức thư này. Bà còn biểu là sau khi mà đọc xong á, bà trả lời gấp cho ba con nha bà. Dạ thưa bà. Dạ, dạ, dạ thưa bà, tôi đây. Thưa bà con về. Thưa cô, tôi về. Má có biết thư của ai không con? Để má coi. Võ Minh Thành. Thư của ai mà má có vẻ sửng sốt vậy má? Con đọc giùm má. Má để con đọc cho má nghe nha. Con đọc lẹ đi con. Dạ má, con để con đọc cho má nghe. Gửi bà hội đồng, tôi là Võ Minh Thành, bị người ta kết tội tôi làm quốc sự. Lúc đầu tôi còn than trách cho tạo quá, nhưng lần hồi gần gũi những người bạn tù ngoài côn đảo, tôi sáng ra nhiều lẽ mà phận làm hủ nho của tôi không tài nào hiểu được. Cảnh bất công giữa bọn tá điền và chủ điền đã thôi thúc tôi dứt ngốt trở về. Bà tính sao? Đứa con trai mà ngày trước chồng bà, lúc bà mang thai chồng bà nói là đã bị kinh phong mà chết, hiện nay nó vẫn còn sống, nhưng sống trong cảnh nghèo nàn dốt nát. Bà có muốn gặp con không? Trước lúc tôi mang nó đi xa, đứa con mà ngày trước lúc mang thai bà chỉ đòi ăn toàn là me non, tên của nó là Võ Minh Luân, là thằng mang thai cho bà đó, định hại cho bà đó. Má ơi, ở trong thơ nói gì mà con không được hiểu? Má,
Khi má nói con hãy bình tĩnh mà nghe má nói đi. Má có một đời đàn anh lưng lưng đó ở đâu mà thằng
ra sao? Khi má nói lòng má rối tới tôi dọn, má má muốn giúp đỡ thằng Lương có một số tiền cho nó đi xa. Dạ đúng rồi đó. Nhưng trong túi má không có một đồng thì biết phải làm má, sao? Bộ má sống với bà con mười mấy năm nay má không có. Từ trước tới giờ trong gia đình này má như người làm công mà không có ăn lương, một trăm cũng không có, má chi mấy ngàn đồng bạc.